Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mấy anh em mình đi bắt ong mật về nuôi các bạn. Dụng cụ mình đây, một cái mũ để che mặt và một cái túi để bắt ong chuyên dụng. Cái tổ ong của chúng ta thì nó làm ở trên cái cây này. Cái này chắc người trước người ta khai thác một lần xong người ta bịt lại mọi người ạ. Vì anh em bắt từ nhà để nuôi. Tổ này quân đi làm việc khá là mạnh. Tổ này rất là đông quân gì nhé. Tổ này chắc chắn là phải trên 1 kg quân rồi mọi người. Đông nhỉ? Đông lắm. Tổ này ác lắm ấy. Mạnh thế mà. Cái này cắt lâu rồi bây giờ là nó ấy lại rồi. Nó làm liền lại rồi mọi người này. Cái vỏ cây chúng ta nó làm liền lại rồi. Đấy mọi người xem, ong đi làm rất mạnh nhá. Cho nào, mình thử xem nào. Không biết là có lại ra được không mọi người. À khả năng được rồi mọi người. Ai da. Ai da. Khả năng cái hốc này không biết là to không. Cái này trước là các bác ấy khai thác một lần rồi mọi người đã cậy rồi đấy. Bây giờ là mình đi khai thác lại cũng khá là thuận lợi đây này. Mùa này rét này, ong rất là dữ mọi người nhá. Đây cận cảnh cái tổ ong của chúng ta đây mọi người. Tổ ong này quân khá là đông nhá. Theo như mình nói nãy, tổ này chắc chắn là khoảng tầm trên 1 cân quân. Đi làm rất là mạnh. Ong đi lấy phấn rất là mạnh rồi. Tổ này chắc chắn là có mật rồi. Tổ này thì chắc chắn là anh em mình sẽ vừa khai thác và vừa sẽ bắt quân nó về để nuôi mọi người. Bởi vì là khoảng tầm cuối tháng 2, đầu tháng 3, tháng 4 là bắt đầu là có mật rồi. Nên là anh em mình sẽ bắt về nuôi. Tổ ong rất đẹp, quần rất khỏe nhá. Không cần đâu. Để anh đi kiếm cái gì để anh lấy tí để làm tí khói đã. Tổ này dữ lắm. Dữ nhỉ? Ừ. Đi bắt ong mùa này nó rét này nó dữ lắm mọi người ạ. Nó lao thẳng bụp. Ừ. Đặc biệt là những cái tổ ong nó đông quân như này, nó rất là dữ này. Thời điểm này thời điểm là thời tiết nó lạnh. Thứ hai nữa là cái đàn ong đông quân nó khỏe này là nó dữ lắm. À đây này, thử lấy cái cây này đốt ra tạo khói thử thổi một tí và xem như nào. Đây nào. Cái gai này. Nhìn đang nhìn thấy hay hay cái chùm gai này, chùm rẻ này. Tổ này thì theo như quan sát của mình là khả năng nó làm được khoảng tầm 6-7 bánh tổ rồi mọi người. Đây nhờ, mọi người thấy đây. Như thế này là như cái bánh tổ như này là cái con ong của chúng ta là nó đã nở được qua 1-2 thế hệ rồi. Đây, những con ong no nó đang bò lên này. Bây giờ con ong nó xây bánh tổ lên trên rồi mọi người ạ. Khả năng lát nữa mình có thể phải dùng mình mở rộng cái khoảng này ra này để mình moi bánh tổ ra để mình mang về nhà mình ép vào khung cầu thì nó không bị dập nát đấy mọi người. Ơi, có vẻ mật nó vẫn thêm cao nữa ấy. Tổ nó ấy. Nó còn cao nữa cả. À. Ôi giời mật này. Ôi giời mật. Mật nguyên chất. Úi dù anh thua. Này, cái bóng nó để đâu rồi? Cái bóng nó, cái bóng, cái bóng. Đặt tạm như thế nào đấy? Đấy, tạm như thế. Bạn cứ bình tĩnh. Cái này phải làm nhẹ nhàng khỏi cái bánh tổ nó dập là về nhà là sau này quân nó không nở được hoặc nó nở ra một con cánh. Săn cánh rồi. Thank you.
tướng như thế nhỉ? Tướng như thế điều với các cho phay mà tướng hả? Nó làm xa nó làm tăng quay phim. Là nào vậy? Anh nằm như tin. Ồ, nằm mít tí có lại đấy anh nhỉ? Được rồi, để tạo một cái khác đã. Để nhẹ nhàng nhá. Mảnh cuối cùng nhá. Ôi, mảnh nó nguyên mật luôn này mọi người ơi. Tưởng chưa? Này. Đẹp long lanh. Không có một cái trứng nào. Quá đẹp. Rồi, tổ này nó không được nhiều mật lắm đâu. Nào đưa cái gì nhỉ? Đây cái túi đây. Để bắt luôn quân vào nào. Mình đi rừng nữa là bắt ong rừng về toàn tay như này cho nó nhanh hơn. Đây chúng mình. Một tờ bắt luôn. Quân rất là nhiều như thế này này. Có cái gì mà treo cái này nhỉ? Treo vào đâu ấy? Tay cầm không sướng mấy. Không bóc cái nào. Ở đấy bóc rồi. Bóc vào đây. Đây à. Tổ này mình đã cắt lấy bánh tổ ra rồi mọi người ạ. Nhưng mà chúa thì nó đang chui lúc ở đâu ấy. Và bây giờ mình đang dùng một chút bìa cắt tông để mình đốt tạo khói để hun cho con ong này nó ra này. Khả năng tí nữa chúa nó sẽ bò ra, nó đậu ngoài này mọi người. Tổ ong ta rất là đông nhá. Đây là không phải là quân của nó đã ra hết đâu mọi người. Quân nó ở trong này còn rất nhiều và ở trong túi thì mình bắt được khá khá này nhá. Trong túi này mình bắt được khoảng tầm... chắc cũng phải khoảng tầm 7-8 lạng rồi mọi người đây này. Rất là đông. Chỗ này phải trên 1 cân mà. Khả năng lát nữa chúa nó sẽ ra nó bò ở đây. Đối với những cái đàn ong mà nó có tổ ở cố định như này thì các bạn đi bắt thì rất là yên tâm này. Bởi vì là trong cái thời gian này là con chúa nó đang đẻ trứng ấy mọi người. Nên là nó rất là nặng, nó không thể bay được. Nên là các bạn yên tâm là không sợ cái đàn ong nó bay mất đâu nhá. Đây, như mọi người có thể thấy con chúa đã bò ra nhé. Đây, con chúa đây, ngay chỗ tay mình chỉ đây này. Chúa rất to, rất dài, rất đẹp. Đó. Còn bây giờ là còn con nào thì phun tí khói vào để cho nó ra nốt thôi. Này, lên kia víu được cái cảnh như thế. Thằng em mày trèo đi bên kia xong mày víu cho anh cái cảnh kia xuống. Để anh mắc cái mũ đến đây này. Để cho quân nó bò luôn cái mũ này này. Đó. Cậu anh gì? Đàn ong rất là đồng quần. Đấy ừ, sang bên đấy. Đặt cái treo bằng lên trên được không? Đó. Chúa nó ra rồi, bây giờ là quân nó thấy tín hiệu của chúa là nó bò ra gần hết rồi mọi người. Đây, vừa rồi mình đã bắt chúa cho vào trong cái túi này rồi. Như các bạn cũng đã thấy thì bây giờ là ong đang bò vào trong cái túi rất là nhiều. Đây, đàn ong chúng ta đây rất là đông quân mọi người nhé. Những cái đàn ong như này thì bắt về nuôi thì nó phát triển rất là tốt mọi người này.